Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông tin, một nữ bệnh nhân 51 tuổi trú tại Nghĩa Trung, Việt Yên nhập viện vào ngày 4 tháng 4 trong tình trạng khó thở, lơ mơ, nói khó, yếu nửa người bên trái. Sau khi thăm khám, chụp các lớp vi tính mạch máu não, kết quả cho thấy hình ảnh tác động mạch não giữa bên phải đoạn M1. Đặc biệt khi điện tim cấp cứu tại giường và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện tình trạng tim loạn nhịp, có rung nhĩ và suy tim nặng, EF bằng 36%. Mặc dù trước đây người bệnh chưa từng phát hiện mình bị bệnh tim, ngay lập tức các bác sĩ hội chẩn cùng chuyên gia can thiệp mạch não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phân tích tình trạng người bệnh để đưa ra hướng điều trị thích hợp. Bất ngờ trong thời gian khi các bác sĩ hội chẩn, người bệnh có tiến triển tốt, tự hồi phục và hết liệt gần như hoàn toàn, được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện đột quỵ lần 2 với tình trạng liệt nửa người bên trái. Hai kíp bác sĩ lập tức can thiệp cấp cứu để lấy huyết khối, tái thông mạch máu não, cứu sống người bệnh. Sau can thiệp, kết quả chụp đánh giá cho thấy mạch máu não bị tắc đã thông tốt, giải phóng hoàn toàn huyết khối động mạch não giữa bên phải. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết liệt và được chuyển về khoa nội tim mạch để tiếp tục điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Trường, phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, trưởng kíp can thiệp mạch máu não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, người mắc bệnh lý về tim mạch như là rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành, bệnh rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao hơn, cần chủ động tầm soát đột quỵ định kỳ để tránh đột quỵ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Bệnh đột quỵ não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là vấn đề thời sự của các nước đang phát triển. Đây là tình trạng mất đột ngột lưu lượng máu tới não hoặc chảy máu bên trong sọ dẫn tới giảm, mất chức năng hoặc chết các tế bào não, là nguyên nhân gây liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất cảm giác, trí nhớ, hôn mê và khả năng gây tử vong cao. Vì vậy, khi phát hiện các dấu hiệu báo động đột quỵ, cần chuyển ngay tới các cơ sở y tế gần nhất để giúp giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế. Nếu được cấp cứu đúng thời điểm giờ vàng bằng các thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch hoặc trong cửa sổ 6 giờ đầu áp dụng lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học đối với các bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não thì khả năng cứu sống cũng như là hạn chế được di chứng càng cao. Tuy nhiên, khi đột quỵ xảy ra, việc vận chuyển bệnh nhân cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn và có ý kiến của các chuyên gia thần kinh. Khi bệnh nhân đến được cơ sở y tế, việc cấp cứu điều trị phải được tiến hành khẩn trương đúng quy trình. Đột quỵ não nó có hai loại, đấy là xuất huyết não và nhồi máu não. Trong đó nhồi máu não là hay gặp hơn, chiếm độ khoảng 70-80% các trường hợp bị đột quỵ não. Thường là do một cục máu đông nó gây đột ngột, nó gây tắc một cái mạch máu mà nuôi vùng não, khiến cho các tế bào não ở trong cái vùng đấy nó bị chết đi. Trong đó thì có một số thể thì là cơn thiếu máu não thoáng qua, có nghĩa là nó cũng có các triệu chứng giống như là nhồi máu não. Tuy nhiên sau đấy cái cục máu đông nó có thể di chuyển, nó tái thông trở lại và các triệu chứng của bệnh nhân thường là hồi phục trong vòng 1 tiếng sau khi mà xuất hiện triệu chứng đầu tiên và không bao giờ quá 24 tiếng. Tuy nhiên đấy cũng là biểu hiện là bệnh nhân có thể bị đột quỵ não sau đó. Thứ hai đấy là xuất huyết não. Xuất huyết não thì chiếm độ khoảng 20-30% các trường hợp đột quỵ não xảy ra do mạch máu nó đột ngột, nó bị vỡ ra và máu thoát ra khỏi lòng mạch, có thể là gây chảy máu não thất hoặc là tạo thành các cái mảng máu tụ, gây chèn ép tổ chức não, gây tăng áp lực nội sọ. Trong một số trường hợp thì nó có độ khoảng 4-5%, dưới 5% là trường hợp xuất huyết dưới nhện, thì nó lại do là dị dạng mạch máu não có các cái phình mạch. Thì khi mình vận động mạnh quá hoặc trong các điều kiện ví dụ như nóng quá hoặc nóng giận hoặc vận động quá mạnh thì cái phình mạch não nó vỡ ra, cũng gây ra tình trạng xuất huyết não, mà ở đây cụ thể là xuất huyết dưới nhện. Thế các triệu chứng của đột quỵ não nó như thế nào? Ngoài cái trường tình huống gọi là đau đầu mà chúng ta có thể gặp ở các bệnh nhân đột quỵ não thì nó có 3 cái triệu chứng đặc hiệu, đặc trưng cho những bệnh nhân bị đột quỵ não. Đấy là về mà thay đổi về mặt khuôn mặt, thứ hai là về tay chân và thứ ba là về giọng nói. Thì tiếng Anh nó gọi là FAST và người ta thêm chữ T có nghĩa là thời gian. FAST viết là fast, viết tắt là fast. Trong đấy F là khuôn mặt thì lúc đó là bệnh nhân là sẽ bị lệch mặt, nó bị méo miệng hoặc là mắt người ta lại nhìn đôi hoặc không nhìn được. Thứ hai arm tức là tay thì tay chân của bệnh nhân là bị yếu hoặc thậm chí bị liệt một bên người. Thứ ba là speed tức là giọng nói thì bệnh nhân có thể là đột ngột không nói được hoặc là méo miệng hoặc là nói khó hoặc là nói ngọng. Thì những cái yếu tố đấy là những cái triệu chứng để mà chúng ta nhận biết là người nhà của mình là có thể bị đột quỵ rồi. Còn chữ T có nghĩa thời gian, làm sao đưa bệnh nhân đến viện càng nhanh càng tốt. Cái cách xử trí, cách sơ cứu trong những trường hợp này là như thế nào? Nếu bệnh nhân mà hôn mê thì chúng ta làm sao là nếu bệnh nhân có cái gì trong miệng thì chúng ta là phải khai thông cái đường thở, móc ra
và nên cho bệnh nhân đặt nằm nghiêng, vì có thể là bị nôn một số cái chất dịch ở trong đường tiêu hóa nó trào ra thì nó không chảy ngược vào đường hô hấp, khiến cho bệnh nhân bị tắc thở, suy hô hấp. Còn trong trường hợp bệnh nhân bị còn tỉnh thì ngay lập tức là mình dùng các biện pháp, không cần xe cấp cứu cũng được, chúng ta đưa đến các cơ sở y tế gần nhất. Còn trong trường hợp hôn mê là chúng ta phải cần dùng đến xe cấp cứu. Và chúng ta lưu ý là không thực hiện theo những cái hướng dẫn không có căn cứ ở trên mạng, ví dụ như chích máu không giải quyết được vấn đề gì cả. Hoặc một số người thì lại nhanh chóng cho bệnh nhân uống vài viên an cung, thì điều này nó cũng không tốt, có thể làm nặng thêm cái tình trạng xuất huyết não hay tình trạng đột quỵ não của bệnh nhân. Và một số trường hợp do sử dụng an cung đã triệu chứng nặng lên, thậm chí là bị tử vong trước khi nhập viện.